Nó giữ à? Ong này đến mùa mật nó cũng giữ này. Mình giờ giấc này nó hiền này, sáng là hay giữ rồi đấy. Vừa ra quay mặt đứng đứng đây là bị đốt rồi đó. Dạ. Gần gần là mình cái lựa cái thùng nào nó hiền ấy thì đỡ, còn mấy thùng này đầy hơn đây, cái này đầy. Cái này nó... Dũng hả? Ờ, em cũng mới tới. Cái này có túi của anh không? Được, được, thấy được, thấy được. Em cứ giữ yên vậy nha. Dạ. Lặp ngược lại em quay cái nụ bên trong. Đúng rồi, em cứ giữ yên vậy, giữ yên vậy. Công ty đang làm cái phóng sự về nuôi ong khai thác sữa ong chúa đó. Từ cái công đoạn là mình nuôi cho đến đóng gói, làm phim tư liệu nên sẵn đây để chở mẹ lên đám cưới trên tân hội nè. Tại thông thường nếu mà làm á là có cái bọn chuyên làm phim nó mang mấy cái quay chuyên nghiệp của nó lắm. Ừ, nhưng mà nhiều khi mình kêu dựng nó lên cũng hơi mệt, cứ mình quay về đưa quay cho nó, tụi nó tự cắt ghép tụi nó làm. Đâu gặp Lê Bình. Cái này là nụ ông chúa đây. Được, ok, rất là rõ. Bây giờ cứ mang cái này về nhé. Rồi. Có cần quay cái đoạn có, cắt gấp? Nếu mà được cái công đoạn cắt gấp thì càng tốt. Được. Và đây là rũ đại này. Ừ. Cái thùng kia có hai cái này được, thùng tốt đấy. Thông thường là mình lấy sữa là buổi sáng sớm đúng không anh? Dạ, sáng. Khoảng 6 giờ mình làm ngay. Rồi, cầm về. Anh bảo. Cô hả cô? Dạ, cháu tụi cháu đang làm mấy phim tư liệu về sữa mà cô. Quay gần mình.
là chỉ cần mình gỡ lên là nó không cho sữa vào đúng không? Dạ, mình cứ phải cấy cấy con trùng này mà. Chà mất sữa. Y chang như miếng cha về duyên luôn này. Giờ phải phải. Còn không tìm miếng cha về duyên đi. Là ngồi đâu múc, ngồi xuống đất luôn. Kệ đấy múc luôn. Dạ. Múc luôn. Múc luôn này. Múc luôn. Đó, quan trọng là cái này này, cho nó xem để nó biết, tức là có lọc đàng hoàng. Làm cái này cũng đòi hỏi tỉ mỉ ghê. Dạ. Anh thử cái được không? Dạ. Cái này mình thử cái được không? Dạ. Anh này là sao anh? Anh khác ở nhà. Mẹ. Anh này khỏe lắm ạ. Mới lấy thì nó khé hơn là mình. Vậy chứ mà mấy tháng như này là được 1 kg nha. Người ta không có sữa, người ta thấy mấy cái ta thấy chút xíu nó quý lắm. Nhiều khi mình có sữa mình làm ra mình chả bao giờ ăn. 20 mấy cái này vậy thì ăn biết bao nhiêu, vậy một ngày biết bao nhiêu ký? Ngày có thầy chúa được ít lắm, nghỉ ngày là hơn 1 ký. Chứ mình thầy chúa xong rồi ngày 6 kg. Mấy cái đồ múc này là mình tự chế đó. Mua hay. Em mua ở trên kia này các bạn. Nó về nhiều khi nó hỏng thì mình sửa thêm tí, còn mua mấy cái này mua. Nhiều người ta múc bằng que tre ấy, thì là tự vót, còn cái que này, que nhựa này thì mình phải mua. Ở dưới Bình Phước mình thấy người ta làm cái này. Bình Phước à? Bình Phước thì đa số là ông mặt chuyển về đây. Nhưng mà nó làm cái mục đây này lọc đây. Đây là được rồi. À, đây là thành quả đây. Có cần em lọc không? Không, được rồi. Được rồi. Để về ghép lại, tại mấy cái kia có trên mạng ở trên. Tạo giống trên đây gì, nhưng nó toàn sáp ở bên dưới. Đây là cái giấy mà bên trong đấy, dạ. Ok. Mai thì có cả lăng lắm. Âm chính hả?